Hai, xin chào cả nhà. Thì sáng nay mình bắt đầu cùng con gái đi giao bánh xe cả nhà ơi, đưa nó lên Sài Gòn để học. Thành Trang chuẩn bị cho con. Giờ là mình một tem của mình nó đi Sài Gòn rồi nha cả nhà. Rồi lẹ đi. Giờ mình sẽ quay cái từ nhà mình đi bến xe cho cả nhà xem bến xe Sóc Trăng như thế nào nha. Xe chắc chuyến xe này em máy đi vô bà mua vé lấy vé. Đi ra bến xe là phải kê khai vậy thôi, ai cũng vậy chứ hả? Ừ. Mất kê khai y tế. Nắng quá. Số hiệu phương tiện là số xe hả? Biết nữa. Chết vậy á. 25967 gì đó. Ướt hay khô gì? Không sợ gì luôn cơ. Ôi bịch nhỏ thôi, bịch này to vậy. Bịch này không à. Bịch này đó, nhỏ nhỏ không có nữa. Như vậy? 20 cơ, nhỏ có 10.000 à. À. Nhỏ sao không biết mà chuẩn bị cây viết cho người ta mượn vậy? Không sao đâu, cái này mới ép mua nha. Không phải. Đây, lại đi lâu rồi không ra đây đi bến xe, thành ra đâu có biết cái vụ ghi này, thành ra đâu có chuẩn bị ba cái dịch tả, ba cái bị ấy giờ cho ghi á. Hả? Ai cái này con cho mượn không phải phải ghét mua. À không sao. Ủa ai cũng phải ghi vậy chứ hả? Áo rửa cho mùi như cái vậy đó hả? À. Không có tiền lẻ vậy.
Dạ. Hỏi viết á. Nè con. À rồi. Chưa khoan lên xe gấp gì? Lên xe đi. Rồi vậy lên đi. Rồi vậy con mình lên xe các bạn. Rất tiền kìa. Rồi thôi con mình lên xe. Rồi thôi mình về nha các bạn ơi.